Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog, tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài 8 của môn toán lớp 3 tập 1 bộ sách kết nối trực tiếp với cuộc sống. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Và bây giờ tiếp tục với môn toán lớp 3 tập 1 bộ sách kết nối trực tiếp với cuộc sống, chúng mình sẽ thực hiện một số hoạt động sau. Ở bài 8 này, chúng mình sẽ đến với tiết đầu tiên, đó là tiết luyện tập. Ở bài luyện tập này chúng mình sẽ thực hiện các bài tập sau. Bài tập 1 đó là có hai câu. Câu A như sau: cân nặng của mỗi con vật dưới đây. Viết tên các con vật theo thứ tự cân nặng từ bé đến lớn. Chúng mình có thể quan sát tranh ở trên màn hình cũng như tranh trong sách giáo khoa. Và đây là các con vật. Đầu tiên là con gấu Bắc Cực nặng 250 kg. Tiếp theo là con hổ nặng 167 kg. Thứ ba đó là con báo nặng 86 kg. Và cuối cùng là chú sư tử nặng 155 kg. Và bài yêu cầu chúng mình là, đúng rồi, đó là viết tên các con vật theo thứ tự cân nặng từ bé đến lớn. Bài yêu cầu chúng mình là, đúng rồi, viết tên các con vật theo thứ tự từ bé đến lớn. Theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng mình sẽ viết như thế nào? Đúng rồi. Nếu như viết theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng mình sẽ viết theo số nào nhỏ thì viết trước, đúng không? Số nào bé thì viết trước. Cân nặng của con vật nào bé thì chúng ta sẽ viết trước. Thì để biết được con vật nào bé nhất trong bốn con vật thì chúng mình sẽ phải so sánh, đúng không? Và ở đây chúng mình có thể cho thầy biết là con vật nào nhẹ nhất không? Ở đây chúng mình thấy đó là con báo là 86 kg, đúng không? Nhìn vào đây chúng mình thấy ba con còn lại đều là số 3 chữ số, còn con báo là số có 2 chữ số. Đương nhiên số có 2 chữ số sẽ bé hơn số có 3 chữ số, đúng không? Còn ở đây chúng mình sẽ thấy là khi so sánh số có 3 chữ số thì chúng ta sẽ so sánh hàng trăm trước, đúng không? Hàng trăm bằng nhau thì chúng ta sẽ so sánh hàng chục rồi đến so sánh hàng đơn vị, đúng không? Vậy thì theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng mình sẽ sắp xếp các con vật này như thế nào? Đầu tiên chúng mình thấy là con báo là nhỏ nhất, rồi đến con gì? Con sư tử, đúng không? Rồi đến con hổ, đúng không? Rồi đến con gấu Bắc Cực. Như vậy nếu sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn thì chúng ta sẽ thấy là đầu tiên đó là báo, sau đó là sư tử và sau đó là hổ. Tiếp theo đó là gấu trắng Bắc Cực. Đây là thầy đã sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu B. Câu B yêu cầu chúng mình là viết các số 356, 432, 728, 669 và 895 thành tổng các trăm, chục và đơn vị theo mẫu. Ở đây chúng mình thấy là có một câu mẫu rồi, đúng không? Đầu tiên chúng ta thấy là số 356 viết thành tổng như sau. Ở đây chúng ta sẽ là sẽ có mấy trăm? Đúng rồi, 356 thì gồm có là 300 cộng với, đúng rồi, 50 và cộng với 6 đơn vị, đúng không? Vậy thì dựa vào mẫu này chúng mình có thể viết được những số còn lại không? Rất là đơn giản, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy dừng video. Viết thành tổng các số đó là 432, 728, 669 và 895 cho thầy nhé. Sau đó chúng mình có thể quan sát lên màn hình để xem thầy viết kết quả có giống với chúng mình hay không. Và bây giờ chúng mình có thể quan sát lên màn hình nhá. Đầu tiên đó là số 432 thì gồm có mấy trăm? Chính xác. Số 432 thì gồm có 400, 30 và hai đơn vị, đúng không? Đây là tổng các trăm chục đơn vị của số 432. Tiếp theo số 728 thì gồm có mấy trăm cộng với mấy chục và cộng với mấy đơn vị. Chính xác, số 728 thì gồm có 700 cộng với hai chục và 8 đơn vị. Còn số 669 thì gồm có đúng rồi, 600 cộng với 60 và cộng với 9 đơn vị. Số cuối cùng đó là 895 thì gồm có mấy trăm cộng mấy chục và mấy đơn vị đây các em? Đúng rồi. Số 895 sẽ có là 800 cộng với 90 và cộng với 5.
Như vậy là thầy đã viết tổng 100 đơn vị của các số đã cho. Bạn nào có cùng đáp án với thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng mình hãy so sánh lại. Nếu như chúng mình chưa viết được thì chúng mình có thể là viết lại nhé. Bây giờ chúng mình sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 chúng mình sẽ có hai câu. Và bài tập số 2 yêu cầu chúng mình là gì đây? À đúng rồi, chúng mình nêu lại đề bài toán bài tập số 2 nhé. Đó là gì? À, đặt tính rồi tính. Ở đây chúng mình sẽ có hai câu, câu A và câu B yêu cầu chúng mình là đặt tính rồi tính. Vậy thì đây là những phép tính theo hàng ngang đúng không? Vậy đặt tính rồi tính chúng mình sẽ làm như thế nào? À đúng rồi đấy các em ạ, đặt tính rồi tính thì chúng ta phải đặt tính theo cột dọc đúng không? Vậy thì khi đặt tính chúng mình có lưu ý gì không? Đúng rồi, khi đặt tính chúng mình phải đặt thẳng cột với nhau đúng không? Và nhớ có đường kẻ ngang, dấu cộng thì ở giữa hai số phía đằng trước, hoặc nếu như trừ thì chúng ta thấy dấu trừ sẽ để đằng trước hai số và có đường kẻ ngang thay cho dấu bằng nhé. Bây giờ thầy sẽ làm mở một bài, sau đó chúng mình hãy dừng video và thực hiện các phép tính trong cả hai câu A và B nhé. Đầu tiên chúng ta thấy là số 64 cộng với 73 đúng không? Đây là cách đặt tính. Đầu tiên chúng ta thấy đây là số có hai chữ số cộng số có hai chữ số. Và khi đặt tính chúng mình nhớ chú ý là cột đơn vị phải thẳng với cột đơn vị nhé. Cột trục vừa phải thẳng với cột trục và nếu như cột trăm có cột trăm thì chúng ta phải thẳng cột với cột trăm. Dấu cộng chúng mình đặt đằng trước ở giữa hai số một chút. Và dấu trừ cũng thế, đường kẻ ngang thay cho dấu bằng. Ở đây lần lượt tính chúng mình sẽ tính như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ tính từ cột đơn vị cộng cho cột đơn vị bằng bao nhiêu, viết thẳng cột xuống luôn đúng không? Và 3 cộng 4 sẽ là bằng 7 đúng không? Và 6 cộng 7 sẽ bằng 10, 13 đúng không? Như vậy chúng ta thấy là ở đây chúng mình chú ý thẳng cột với nhau nhé. Và còn 5 phép tính còn lại chúng mình hãy dừng video và thực hiện đặt tính rồi tính. Sau đó chúng mình có thể quan sát lên màn hình để xem thầy làm như thế nào nhé. Sau khi làm xong chúng mình có thể quan sát lên màn hình. Phép tính thứ hai ở câu A đó là 326 cộng với 58 đúng không? Thì chúng ta đặt tính tương tự và chúng ta thấy là 6 cộng 4 thì bằng 8 này. Thầy xin lỗi, 6 cộng 8 thì bằng 14 này, viết 4 nhớ 1 này, 2 cộng 5 là 7 thêm 1 là 8, 3, 3 hạ xuống không? Như vậy sẽ làm 384, chú ý thẳng cột nhau nhé. Và 132 cộng cho 597 đặt tính như sau. Ở đây chúng ta thấy sẽ là 132 cộng cho 597 đúng không? Sẽ là bằng 720, 29. Tiếp theo câu B đó là 157 trừ cho 85, đây là số có 3 chữ số. Trừ cho số có 2 chữ số thì cách đặt tính cũng tương tự, chúng ta sẽ đặt thẳng cột với nhau và tính trừ. 7 trừ 5 còn 2. 15, 5 không trừ được 8 lấy 15 trừ đi 8 còn 7 trả 1, 1 trừ 1 là hết rồi đúng không? Như vậy thì đây là phép trừ và bằng 72. Và phép tính 965 trừ 549 cũng vậy, cách đặt tính tương tự và kết quả sẽ là bằng 416. Phép tính cuối cùng đó là 828 trừ cho 786 thì sẽ bằng 42. Vậy là thầy đã hoàn thành xong câu A và câu B ở bài tập 2, cách đặt tính rồi tính. Bây giờ chúng mình thử kiểm tra lại xem bài làm của chúng mình có khớp với bài làm của thầy hay không. Nếu như chúng mình có kết quả tính không giống với thầy thì chúng ta có thể là thực hiện lại phép tính và lưu ý một số điều khi đặt tính nhé. Đó là phải tính thẳng cột với nhau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang bài tập số 3. Bài tập số 3 là một bài toán có lời văn. Bây giờ thầy sẽ đọc mẫu, sẽ đọc đề cho bài toán cho chúng ta nghe một lần. Đó là trường tiểu học Quang Trung có 563 học sinh. Trường tiểu học Lê Lợi có nhiều hơn trường tiểu học Quang Trung 29 học sinh. Hỏi trường tiểu học Lê Lợi có bao nhiêu học sinh? Bây giờ chúng ta có thể dừng video và đọc lại yêu cầu bài toán một lần. Và bây giờ chúng mình cùng phân tích đề bài toán với thầy. Đó là trường tiểu học Quang Trung có bao nhiêu học sinh? Đúng rồi, trường tiểu học Quang Trung là có 563 học sinh, đúng không?
Còn trường tiểu học Lê Lợi thì như thế nào? À đúng rồi, có nhiều hơn trường tiểu học Quang Trung là 29 học sinh. Và bài toán hỏi chúng mình là hỏi trường tiểu học Lê Lợi có bao nhiêu học sinh? À như vậy là chúng mình thấy là trường Quang Trung thì có 563 học sinh mà trường tiểu học Lê Lợi thì có nhiều hơn 29 học sinh. Và bài yêu cầu chúng ta là tìm trường tiểu học Lợi có bao nhiêu học sinh, đúng không? Thì làm những bài toán như thế này chúng mình cần phải có bài giải nhé. Lời giải phép tính và đáp số. Vậy thì bây giờ chúng ta thử dừng video và làm bài tập này. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta tìm đáp án và so sánh với đáp án của chúng mình xem có đúng hay không. Và bây giờ lời giải chúng mình sẽ viết như thế nào? À, lời giải thì chúng mình phải trả lời được cho câu hỏi này nhé. Đó là hỏi trường tiểu học Lê Lợi có bao nhiêu học sinh thì chúng mình sẽ trả lời như thế nào? À đúng rồi, chúng mình có thể trả lời đó là trường tiểu học Lê Lợi có số học sinh là, hoặc là số học sinh trường tiểu học Lê Lợi là, đúng không? Hai chấm. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ làm phép tính gì để biết được trường tiểu học Lê Lợi có bao nhiêu học sinh? À đúng rồi, chính xác, chúng mình sẽ làm phép tính cộng, đúng không? Vì trường tiểu học Quang Trung là có 563 học sinh mà trường tiểu học Lê Lợi có nhiều hơn trường Quang Trung là 29 học sinh. Cho nên chúng ta sẽ lấy trường tiểu học Quang Trung cộng với số nhiều hơn này sẽ biết được trường Lê Lợi có bao nhiêu học sinh, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có phép tính đó là 563 cộng cho 29 sẽ bằng 592 học sinh. Đáp số, à đúng rồi, đáp số là 592 học sinh. Như vậy là thầy hoàn thành xong bài tập số 3. Chúng mình so sánh với bài làm của chúng mình xem đúng hay sai. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Bài tập số 4 chúng ta cũng có hai câu và bài số 4 yêu cầu chúng mình là chính xác, đó là số. Thì ở đây chúng mình thấy bài A đó là có cột có hàng, đó là số hạng tổng. Trong những cái hàng số hạng cũng có một số số chưa có, hàng số hạng chưa thấy có này, đúng không? Tổng nữa. Và bên đây chúng mình thấy số bị trừ, số trừ hiệu. Thì bài tập 4 này chúng mình đã biết tìm được các cái thành phần trong phép cộng cũng như tìm được các thành phần trong phép trừ rồi, đúng không? Thì muốn tìm số hạng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ lấy tổng này trừ đi số hạng kia, đúng không? Và tiếp tục như lấy tìm tổng thì rất là đơn giản rồi, đúng không? Số hạng cộng số hạng thì thành tổng, đúng không? Và số bị trừ thì số trừ, muốn tìm số bị trừ chúng ta sẽ làm như thế nào? À chúng mình sẽ lấy hiệu cộng với số trừ này, đúng không? Còn muốn tìm số trừ, à chúng ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu, đúng không? Đó là những cách tính tìm số hạng và tìm số bị trừ cũng như tìm số trừ chúng mình đã được học. Vậy thì tương ứng như vậy chúng mình sẽ có những cái cột và chúng mình cần phải hoàn thiện hai cái bảng này. Vậy chúng ta thử hoàn thiện hai cái bảng này xong đó cùng nêu lên đáp án với thầy nhé. Và ở đây cột đầu tiên chúng mình thấy là số hạng là 35, số hạng là 27, tổng sẽ là đúng rồi, 35 cộng với 27 thì sẽ bằng là 62. Còn ở đây chúng mình thấy số hạng là 46, số hạng thứ hai chưa có, tổng là 75. Vậy muốn tìm số hạng kia thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đúng rồi, chúng mình sẽ lấy 75 trừ đi số hạng bên trên này sẽ biết được số hạng còn lại, đúng không? Vậy thì 75 trừ 46 sẽ bằng 29 này. Ở đây thì chúng ta thấy là tổng là 52, số hạng được biết đó là 18. Vậy chúng mình có tìm được số hạng còn lại không? À đúng rồi, chúng ta lấy tổng trừ đi số hạng thì ra số hạng tiếp, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là 52 trừ đi 18 sẽ là 34. Còn ở đây chúng mình thấy số bị trừ này, số trừ hiệu. Thì chúng mình thấy tìm hiệu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chính xác, chúng mình sẽ lấy số bị trừ trừ đi số trừ, đúng không? Đơn giản, chúng mình đã được học ở lớp 2. Ở đây chúng mình thể tìm số trừ. Tìm số trừ thì chúng mình vừa học ở hôm trước. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chính xác, chúng ta sẽ lấy số bị trừ trừ đi hiệu thì sẽ bằng là 47 này, 81 trừ đi 34. Rồi ở đây tìm số bị trừ thì chúng ta làm như thế nào? À, chúng mình sẽ cộng, đúng không? Như vậy 49 cộng 23 sẽ bằng 72. Vậy là thầy hoàn thành xong bài tập số 4 nhé. Chúng mình có thể so sánh với bài làm của chúng mình hay đúng hay sai.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 5. Bài tập số 5 chúng ta có thể là quan sát lên màn hình cũng như quan sát ở trong sách giáo khoa. Và bây giờ bài tập số 5 này yêu cầu chúng mình làm, à đúng rồi, đó là số. Và mình thấy đây là những giống như những viên gạch đúng không? Có trên những viên gạch giống như chúng ta thấy là có những cái số. Và nhìn vào những số ở trên những viên gạch được xếp chồng lên nhau như thế này thì chúng mình có nhận xét gì hoặc có thấy được điều gì đặc biệt không? Như vậy thì ở đây chúng mình thấy này, hai viên gạch bên dưới là 9 và 9. Nếu như chúng mình thấy là 9 cộng 9 thì như thế nào? À đúng rồi, chính xác, 9 cộng 9 thì bằng 18 này. Và tiếp theo đó là 9 cộng với 8 thì bằng 17 này. 8 cộng với 8 thì bằng 16 này. Vậy thì chúng ta thấy như thế nào? 18 cộng với 17 thì bằng 35 này. Vậy thì chúng mình có nhận xét gì về các cái quy luật ở trên các cái viên gạch này không? À, đúng rồi. Chúng mình thấy là tổng của hai viên gạch gần nhau ở bên dưới đúng không? Cộng hai viên gạch gần nhau ở bên dưới sẽ ra tìm được viên gạch ở bên trên, kề lên trên luôn đúng không? Như vậy chúng ta thấy này, 9 cộng 9 bằng 18 này, 9 cộng 8 bằng 17 này, 8 cộng 8 bằng 16 này. Và ở đây 18 cộng với 17 sẽ bằng 35. Như vậy chúng mình sẽ cộng hai viên gạch ở bên dưới thì sẽ biết được kết quả ở viên gạch bên trên đúng không? Và ở đây chúng ta thấy 7 cộng 7 bằng 8 cộng 7 bằng 15 này đúng không? 7 cộng 7 bằng 10, 14 này. Rồi bây giờ chúng mình thấy này, 18 cộng với 17 thì bằng 35. Như vậy chúng ta muốn tìm số trên thì chúng ta sẽ cộng hai số ở hai viên gạch này lại với nhau đúng không? Vậy thì 17 cộng với 16 sẽ là 33 này. 15 cộng với 16 sẽ bằng, đúng rồi, 31 này. Tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Cộng hai viên gạch bên dưới sẽ được kết quả là viên gạch bên trên đúng không? Hai viên gạch liền nhau bên dưới này, 15 cộng với 14 sẽ là 29 này. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy là 35 mà cộng với 33 thì sẽ biết được là viên gạch là bên trên này là bao nhiêu đúng không? Như vậy là 68 này. Tiếp tục chúng mình lấy 33 cộng với 31 sẽ là 64, 31 cộng với 29 sẽ là 60. Tiếp theo 68 cộng với 64 sẽ bằng 132. 132 rồi 64 cộng với 60 sẽ là bằng 124. 132 cộng với 124 sẽ bằng, chính xác đó là 256. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 5 nhá. À, chúng ta có thể là xem lại bài làm của chúng mình xem có giống với bài làm của thầy hay không. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài số 8 tiết luyện tập trung ở tiết 1. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các em rất là nhiều.